một viên kim cương ma thuật có thể thực hiện mọi điều ước. Sao? Tôi đã có nó. Theo truyền thuyết, vào mỗi độ trăng tròn, nó sẽ ban một điều ước. Chúng ta sẽ tiêu nếu như chưa tìm được nó. Phải, rồi ông ấy sẽ làm ầm lên nữa cho mà xem. Viên kim cương ma thuật. Tôi nghĩ là có kẻ đặt võng tay trên của ông. Nghe nè thằng nhóc. Cháu tên là Marco. Thằng nhóc Marco. Đi, bắt nó. Phải có kẻ biết viên kim cương đang ở đâu. Pinky, ở vịnh Luna. Sao? Ngươi. Ông đang nói gì vậy? Bắt tôi lại. Sao? Mình sẽ cứu cậu Pinky. Ai là vua của biển cả nào? Mình nè, Veronica. Hãy cẩn trọng với những việc giao ước. Vậy cậu định ước gì hả? Ước chuyến hành trình này sẽ không kết thúc. Ít nhất thì ta cũng được ở cùng không nhau. Không lâu đâu, họ sẽ thả cậu xuống. Tạm gác công việc lại đi nhóm. Không có gì sướng bằng tắm ở không gian thế này. Tôi không nghĩ vậy. Ta dâng thuyền đến Caribe và neo lại đi tối qua. Ta ước chân ta sẽ dài hơn. Sao nó có thể thoát được? Đưa súng thần công lên đi. Khai hỏa. Bộ phim Thuyền trưởng Rành Kiếm và Viên Kim Cương Ma Thuật. Chuyện gì vậy? Tên thuyền trưởng răng xuống chết tiệt.